Hello, hello cả nhà. Kim Thoa và Phú Quý đang có mặt tại Thổ Tang, Vĩnh Phúc, hát đám cưới. Thời tiết rất là nóng nực cả nhà ơi. Thời tiết ở đây là 39 độ. 39 độ nha, rất là nóng nực luôn. Bây giờ Kim Thoa và Phú Quý và tất cả mọi người cùng ngồi ăn để chuẩn bị chút xíu nữa lên hát để tặng cho bà con nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Trong thời gian chờ đợi mình mua đồ ăn vặt. Cái gì ta? Cánh gà chiên. Em ăn không Quý? Heo khô qua này. Em ăn nào? Heo khô. Heo khô hả? Trời. Có vụ heo khô đó kìa, lần đầu tiên mới biết luôn. Hạnh đâu, mấy Hạnh đâu? Heo khô. Cái này là gì đây? Này gì á? Này gì á? Đó là xúc xích hai viên. Xúc xích hai viên hả? Lần đầu tiên mới thấy. Quý Quý ăn xúc xích hai viên. Em mua cho Phú Quý ăn đi. Ôi. Thịt bò khô, khô bò. Rồi, mua nhiêu nè? Tính tiền. Các em muốn chụp hình để ra, đứa thì anh chụp cho. Cậu quý ăn xúc xích hai viên không? Ăn luôn. Nè. Không nè. Mới thấy. Ôi trời ơi, hai viên chết mẹ. Ăn hai viên không? Hai viên được. Đã xong. Cho chào mọi người, chào mừng chào cho. Xong rồi. Giờ mình lên đường thôi, đi đi. Vậy thôi đi nha. Ủa, bye bye em nha. Trời dễ thương quá. Thời tiết nóng quá. Có 39 độ à. Cầm chị Quý. Ở xin cái bịch. Ủa giờ hai chị anh tính tiền đi anh. Bày thêm. Thế à? Quý, cầm rồi. Em cho chị xin cái bịch. Xin cái túi. Cái gì mà mua có người tính tiền giùm là mua được lắm đó. Thôi bây giờ lên xe chuẩn bị đi diễn, thôi. Lên đường thôi. Bà chủ Huy Hạnh đi xong. Ôi vậy hả? Sống điên lược luôn. Chị Hằng nay em ngủ trễ. Dạ hả? Nay em làm trưởng... Mình còn quen gì nữa không nhỉ? Không anh ạ. Chắc quên chỗ ngồi đây nhỉ? Hey. Bật miếng đèn con coi. Ngồi cái xe này. Hey. Ôi trời ơi. Lòng ơi là lòng. Giờ sẽ fail đấy. Rất là vui nha, rất là vui. Cảm ơn em gái bầu xô Hồng Quyến. Cảm ơn anh Vũ Hùng nè, với chị tên gì ta? Chị tên gì? Có Hùng là có Quyến ấy. Không. Có Quyến ấy. Đã gieo duyên kết nối để Kim Thoa Phú Quý về, có duyên về Vĩnh Phúc hoài luôn nha. Này làm tài xế. Lái từ xe từ Mỹ về Trung Quốc. Cái số từ Trung Quốc về Việt Nam. Cổ Út là biết nhiều quá cực nè. Tại biểu lái xe giỏi chi đi đâu cũng bị bắt lái xe chứ. Sang Campuchia cũng lái xe thằng Thái cũng lái luôn nữa. Sang Thái ta lái ngược lên lái luôn. Lái luôn đây nha. Cả nhà ơi. Nói gì thì nói nha. Cả nhà nhớ đăng ký cái kênh YouTube vlog của Kim Thoa nha, ca sĩ Kim Thoa. Kim Thoa có hai kênh. Một cái kênh là Kim Thoa Official với lại một cái kênh là ca sĩ Kim Thoa. Cái kênh ca sĩ Kim Thoa là Kim Thoa hay quay hậu trường những cái đời thường, những cái vui vui như vậy nè để chia sẻ cho cả nhà mình xem. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ xem nhiều nhiều nha. Cả nhà xem nhiều Kim Thoa mới có tiền. Lái xe khắp nơi. Sang Trung Quốc lái từ Thượng Hải về Bắc Kinh.
Thôi chết rồi. Sang Mỹ. Thôi. Ai quên vậy đấy? Em hả? Màu xô. Màu xô Hồng Quyến. Quên điện thoại rồi. Giống như là đi đánh giặc mà quên đem gương nữa. Quên đem kiếm nữa. Đi ngủ. Quay lại. Giống như đi ngủ quên mặc đồ. À kệ, đi ngủ quên mặc đồ thì cũng được, cũng dễ ngủ. Mà đi đánh giặc quên mang kiếm thì hơi bị khó. Thích cái đầm này đó nha. Đầm này của Út chọn đấy. Của Út chọn sao mà chọn 13, 13 cái nhưng mà thấy cái này là ok. Mặc vô cái dừa luôn, cái đầm trước cũng dừa, đầm trước cũng chưa mặc đi diễn. Anh Quý mua cho em. Anh mua cho chị, anh mua tại chỗ cái trung tâm may mặc của gọi là cái đồ trung cổ của người Trung Quốc. Ừ. Có cái máy anh chẳng nhớ gì. Này hay quên lắm, cái này nó quên. Hồng Nguyễn là một cái cô em mà thật sự tôi rất là thương, mà tôi hay giận, tôi giận hoài sao cái tôi rất hay giận. Tôi giận 80 lần mà tôi giận không có được. Chưa này giận. Giận xong cái chị là hết giận. Giận là thương, thương là giận. Giận thì giận mà thương thì thương. Một bước lên mây đã thay đổi em tôi Hồng Quyến, bỗng nhiên cái tự nhiên trở thành bầu xô. Mà tự nhiên cái thành bầu xô lớn nó mới ghê nha. Có sức một tí đúng không nào? Sẽ phải tải tin tích. Ai mà muốn bóc xô ca sĩ về miền Bắc là phải liên hệ em bà Hồng Nguyễn. Nhưng mà phải hỏi giờ chuẩn nhá. Phải hỏi giờ nha. Bầu xô này mặc dù lãnh ngộ lắm mấy chị ơi. Lãnh xô lớn nhưng mà đậu luôn theo sai. Nhưng mà thì có nghĩa là em tôi chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng mà dài xô là sẽ ok. Phải hỏi trước là giờ giấc. Để bút máy bay đó thôi đi hú giờ. Mọi người xuống đi, em đổ xong. Rồi, giờ xuống. Hello, nay Kim Thơ trở thành người Trung Quốc rồi. Vô tiền đi nè. Thank you.